Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt với hai tài năng trẻ của câu lạc bộ, đó là Lan Nguyễn Bảo Trung và Xuân Thịnh. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi cực kỳ thú vị, đó là hỏi xoáy đáp xoay thôi. Thì anh sẽ giải thích cho hai em về luật chơi của trò này, là anh sẽ đọc câu hỏi nhá. Xong rồi hai em sẽ phải tự nghĩ trong đầu mình là có bao nhiêu đáp án trong đầu và tự kiểu cược với nhau ấy, xem là ai trả lời nhiều hơn. Cho đến khi nào mà người đối diện cảm thấy là mình không hề trả lời nhiều hơn người đồng đội của mình rồi ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu trả lời. Còn nếu không chắc chắn có phải nhìn phạt. Ok không? Ok, bắt đầu rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên này. Có bao nhiêu cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã ghi bàn ở mùa giải năm nay? Tất cả các đấu trường. Cho chung nghĩ được bao nhiêu người? Nhanh lên. Nghĩ lâu quá. Cứ lần lượt thôi, từ một cũng được. 5 anh em. Ủa, chơi trội thế. 6. Có hơn đâu. Sáu. Thế kể vào xem đủ 6 không? Văn Trung. Ok. Xuân Nam. Ok. Văn Đô. Ok. Gustavo. Ừ. Juvel. John Clay. Chính xác. Ok. Quá đơn giản, nó thích luôn. 1-0 anh nhỉ? 1-0. À 7 mới đúng. Anh họ. Ừ, còn anh nhậu nữa. Nhưng mà em không kể 7. Nếu mà em kể 7 nếu mà em bảo là 7 mà em kể tên anh họ thì là em thắng. Trời ơi, trong đầu mình có anh họ rồi nhưng mà mình không nghĩ đến Linh Nam. Ok, câu thứ hai này còn nhiều câu lắm. Kể tên các đội tuyển quốc gia từng giành chức vô địch World Cup. 3. Cứ 4 đi, cứ 4 đại đi, kiểu gì thì có trả lên 5. 5 mà trả lên đây. Cứ 4 đi. 4. Rồi. 5. Nhiều quá. Anh trả lời đi. Anh chơi 5 Brazil. Ok. Đức. Ok. Argentina. Ok. Tây Ban Nha. Anh. Đúng, chính xác. 2-0. Chung có nghĩa là thêm đội nào ngoài 5 đội đấy đã đấy mới trả lời. Đấy, đấy không, cái tội này, cái tội không dám mạo hiểm này đấy. Ai không rồi đấy, cẩn thận đấy. Nào, câu thứ ba này. Kể tên các đội bóng từng tham dự V-League 2022 năm ngoái. Các đội bóng thua chơi. Hai. Từng tham dự V-League. V-League năm ngoái, những tức là tất cả những đội bóng tham dự V-League năm ngoái xem kể được bao nhiêu đâu? Năm ngoái. 8. 9. 10. 11. 10. Hà Nội. Ok. Thanh Hóa này. Ok. Bình Dương này. Ok. Hải Phòng này. Ok. Nam Định này. Công an Hà Nội. Không. Gì nhở? 11 đấy nhá, 11 đấy nhá. 11 thì nhiều phết đấy. 11 nhiều phết đấy. Bình Dương này. 11. 10. 9. Số 5 Nghệ An này. Rồi. Đà Nẵng này. 7. 6. 5. 4. Kiểu cứ đếm ngược thì không nghĩ được ra đâu mà. 2. 1. Còn Nam Định chưa kể đúng không? Nam Định kể rồi, em kể hết. Nam Định kể chưa? Viettel. Phong Viettel. Viettel chắc chắn là chưa. Viettel chưa. Chắc có mỗi Viettel. Sài Gòn. Viettel Sài Gòn. Sài Gòn này. Viettel Sài Gòn là đủ. Viettel Sài Gòn thành phố. Vậy Gia Lai kể chưa? Chưa. Thế còn nhiều. Không dễ đâu. Khoái mình kiểu. Khoái với đấy. Bây giờ nghĩ là khoái với đấy. Tố vừa thôi, cứ bình tĩnh thôi. Rồi, vẫn là 2-0 thì có Thịnh nhá. Câu tiếp theo này. Bây giờ đến kể tên cầu thủ này. Kể tên cầu thủ từng giành quả bóng vàng châu Âu. Quả vàng thế giới. Thế giới á? Ừ, Ballon d'Or ấy. 4. Đầy. Lại đầy thôi, lại đầy. 4. Đấy, 4. Giờ mình bảo 5 thì mình lát được ai nhỉ? 5. 6. Thực sự phải 4 người đấy. 6 à? 6 rồi đấy. Anh đi xem nào. À rồi. Khoái cái đấy. Khoái cái đấy. Son Do. Okay. Messi. Ok. Benzema. Ok. Luka Modric. Ok. Rất khó này. Kaka. Ronaldinho. Ronaldinho à? Có không ta? Có không ta? Có không ta? Đâu có Ronaldinho có không ta? Hình như là có. Check nha. Anh check nha. Check nha. Du này. Không có đâu ấy. Chết rồi. Không có. Đấy, trời ơi.
Đẹp kể, kể đây một người đấy xem kể được không? Ờ, gì nhỉ? Ai trung vệ ta? Calavaro. Calavaro. Rồi, nhưng mà không được tính nhá. Không được tính nhá. Ờ, thì... Không, nó thua rồi mà. À, thì là 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. Rồi, 2-1, ok nhá. Tiếp về. Vẫn còn đấy, cuối à? Kể tên các cầu thủ Argentina vô địch World Cup vừa qua. Đội hình ấy, đội hình Argentina. Năm năm người, năm người. Năm năm năm. 11. Mời. Thủ môn đầu tiên này anh ơi. Khả năng kiểu với thủ môn nó không ra này. 30 giây nhá, đánh đến giây được. Trung vệ, trung vệ, trung vệ. Romero. Ok. Otamendi. Ok. Hậu vệ phải hậu vệ trái Acuña. Ok. Phải môn tên thằng gì nhỉ? Thằng gì đâu, bên cuối nhỉ? Thằng gì mà là gai cấn này. 20 giây này. Anh đếm ngược đúng không? Đếm ngược đi. Mô tần đúng không? Không, không phải mô tần. Nó không phải mô tần. Thì... Rồi rồi, chấp nhận thằng ấy. Dybala. 5 này. The Pole. Phải đếm với anh 15 giây. The Pole. Okay. Messi. Ok. 2. Alvarez. 11. 4. 8. Mô gì của Aston Villa? 7. Hả? 6. Gì nhỉ? 5. Gì? 4. Gì? 3. Emerson. Không phải. 1. Thua. Ui, thề buổi sáng không nghĩ ra được cái gì luôn. Mình loát ở đâu? Martinez. Martinez. Không, 11 thằng thì nếu mà để mà nói nghĩ nhiều nhưng mà anh cứ đếm em. Em chỉ tập trung câu đếm của anh thôi em thật. Anh đếm mắc chậm rồi đấy. Ok, câu cuối này. Câu này dễ lắm đấy. Nhưng mà hai đều ạ. Hai đều, hai đều. Hai đều, anh em vui vẻ. Quyết định này. Kể tên các đội tuyển từng lọt vào trận chung kết World Cup. Và chung kết thôi. 4. Chỉ là vào chung kết. 5 được. 5 được mà. Thì 5 đi. Ừ. Mời cơ hội cho em đấy, cơ hội đấy. Argen. Anh em đi Pháp. Làm 2 rồi đúng không anh? 2 rồi. Argen với cả Đức. Không. Là Argen nữa. 5 đội khác nhau cơ mà. Ừ, khác nhau á? Ừ, anh bảo thế thì, các đội. Đức. Rồi. Tây. Tây Ban Nha. Ừ. Ý. Đối thế là thả rồi. Cơ hội gì đấy. Và đó là số hỏi xoáy đáp xoay ngày hôm nay. Mong rằng mọi người cảm thấy vui khi mà tham gia trò chơi cùng với Xuân Thịnh và Bảo Trung. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo nha. Bye.